Abstergo, nhân vật mới à? Như vậy là chúng ta phải tạm biệt Ezio Auditore sau một quãng thời gian đó là chơi của anh ta, đúng không nào? Được rồi, mình sẽ confirm và tạo một session mới. Như các bạn đã biết thì Ezio chính là một trong những nhân vật có thể nói nổi tiếng nhất của Assassin's Creed. Nhắc đến Assassin's Creed, series Assassin's Creed thì có thể bạn không biết, nhưng mà nếu mà được game thủ ấy, cái tên Ezio gần như là tất cả mọi người đều biết. Đây là một nhân vật quá nổi tiếng rồi, đã đồng hành cùng Assassin's Creed trong suốt phiên bản thứ nhất, thứ hai, rồi đến Brotherhood, rồi đến cả Revelation. Đúng rồi, đây là nhân vật mới, tên là gì mình đã quên mất rồi. Anh ta đang vận chuyển vào khẩu pháo. Như vậy là chúng ta sẽ được chơi game theo kiểu đó là cướp biển Caribe. Xem phim cướp biển Caribe xong chơi game này chắc là rất là đã. Đây nhân vật chính của chúng ta này. Can you see her? Có thấy cô ta không? Man the cannon. Gì đấy? Assassin đấy. Đây, chúng ta đây. Hiện tại chúng ta đang là một tên cướp biển trên thuyền các bạn ạ. Cái này để ship để chạy nhanh à? Nó là mình liên tưởng tới các tựa game FPS. Ô, lái thuyền luôn á, căng vậy. Xem nào. Arm and move to arm, press to shot. Ô, bắn đại bác luôn ạ, vãi trưởng. Rồi, boom. Easy, khá là dễ dàng các bạn ạ. Ta có thể quay chuột được sang trái sang phải xem có đối phương ở đâu. Ở đây, giữa anh này. May hả người. Úi trời ơi, tát xương nát thịt. Còn ai nữa? Who next? Who next? Có thuyền nào nữa không? À đây 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 đây. May hả người. Sợi chim thuyền. Kinh nhỉ, chúng ta được làm thuyền trưởng luôn các bạn ạ. Không chỉ đơn giản chỉ là một tay lính quèn trên thuyền. À đây. Gì đồng chí? Nhắm vào nó, nhắm vào nó. Ai bạ. Úi trời ơi. Ô, chưa dùng à? Cắn nhỉ. Cho một loạt nữa. Rồi, dùng rồi. Có một cái thuyền nữa ở kia. Mình sẽ áng chừng một ván bừa. Đây rồi, chuẩn chính. Trời ơi, ô, chưa đâu. Hay là tàu to nó vậy ta. Ui, xe đánh. Vãi lành. Quá nhỏ cho đội bạn rồi. Chúng ta đã được thời tiết ủng hộ. Nạp đạn lần hai nào. Bắn. Ơ, lý vậy? Sự thuyền nó trâu vậy. Ô, nó húc, nó húc, húc. Đây rồi, bắn loạt này nó là sập. Hay quá. Vừa vào chúng ta đã có một trải nghiệm cực kỳ mới trong phần Assassin Black Flag. Ôi thôi xong. Cháy khoang thuyền rồi. Úi trời ơi. Thôi nhảy khỏi thuyền. Ô Assassin này. Hả? Wait what? Thế nào? À có lẽ là sau vụ này thì nhân vật chính của chúng ta mới gia nhập vào hội Assassin. Có lẽ là như vậy. Is it dangerous? Edward. Quá nguy hiểm, Edward. Privateering, is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Đây có lẽ là bạn gái của anh ta. Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. Fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. Two at the most. Hai năm. All right. No more than two. Promise me. Không được số hai. Hứa với tôi đi. Rồi, bây giờ thì ui, shit, đã chết sẵn. Thì ra nãy chỉ là hồi tưởng thôi. Rồi,
bơi vào bờ. Vẫn chưa cho. Ngoại trưởng bơi căng. Cứ ship để bơi nhanh hơn nhé các bạn. Có vẻ mình bị drop FPS rồi. Chắc là tại mình setting hơi cao. Hơi cao quá. Setting lại vậy. Xui thế nhỉ. Restore to default. Ok. Rồi. Hình ảnh trông có vẻ mượt mà rất là nhiều. Việc setting quá cái khả năng của máy các bạn cũng có thể dẫn tới tình trạng nó bị giật lag. Nó điều hoàn toàn dễ hiểu. Anh em hãm lành, mất thuyền, mất tất cả. Rồi, đồng chí assassin. Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Havana, Havana. I'll just build us another ship, will I? Ok, tôi qua đoạn này nào. Anh chàng assassin chúng ta trông rất là cục đúng không ạ? Ơ, anh nhìn cái đầu rồi. Come on, mate. We're off to a bad start. Gì cơ? Đi đâu đây? Sẽ bật bản đồ lên. Edward. Đây là một nhân vật mới. Sẽ đi đâu nhỉ? Trên bản đồ có hai địa điểm hình con chim ưng mà trông có vẻ rất là xa. Đây sẽ là địa điểm đầu tiên đi. Rồi mình sẽ tới đó trước. Chín mấy mét kìa. It's a hundred leagues or more to Havana. Will you walk that distance? Duyên gì vậy? Cái trang cướp biển nó có vẻ leo trèo rất là giỏi. Tới nào. Chỗ này nó xây dựng trông rất là kỳ quặc. Những công trình thì thật là vô lý. Rồi, lên. Ơ, mình ở đây. Vẫn là cách leo trèo khá là quen thuộc. Đặc trưng của series Assassin's Creed. Sao lên kia nhỉ? À, bên đây. À, con diều hâu. Bên này. À, save địa điểm. Đây là một chức năng khá là quen thuộc rồi. Khung cảnh đẹp chứ nhỉ? Chắc chắn là có chỗ nhảy, khẳng định luôn. Đúng vậy. Chuyện. Giờ sẽ đi điểm tiếp theo trước mặt chúng ta. À kìa, đuổi theo tên kia. Đi nào. Ôi, thỉnh thoảng vẫn bị drop FPS các bạn ạ. Khung cảnh quá rộng. Finn Assassin là nhiệm vụ của chúng ta. We could work together on this. Ở đâu thế? Ơ, đâu rồi? Giấu rồi các bạn ơi. Kìa. Bắn á. Ui, nó bắn rồi. Really? Mày xong rồi. Mày động đến anh này mày sai rồi. Xin lỗi tao ngay. Chạy hộ phát bạn ơi. Đường tắt không nhỉ? Chứ đuổi theo không như này không phải là cách. Nhìn này căng ấy. Chả rút kiếm luôn. Đứng lại. Sau này mày không về rồi. May không ấy. Đỡ, e đỡ, hay đấy. Rồi, cơ chế chiến đấu được nâng cao hơn rất là nhiều.
Mày hả bậy, mày hả bậy, sợ rồi. Mày hả bậy, sống ngoài anh phát. Lao lưu. Dám bắn anh. Được rồi, lôi đâu ấy. Cái gì đây? Chứ này phản mà. Señor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival. Mà có lẽ cũng dừng đến đây thôi. Mình là ART 4 nhá. Đó là một phần gameplay của tựa game Assassin's Creed Assassin's Creed vẽ trưởng. Assassin's Creed Black Flag được chưa nào? Còn game thì đương nhiên rồi, về sau nó còn xây dựng thêm cái hệ thống về nhiệm vụ các thứ các bạn sẽ còn chơi rất là nhiều nữa. Vừa rồi mình chỉ trải qua một chút về phần đồ họa cũng như gameplay thôi. Thế nào? Bây giờ thì chúc các bạn đã log in thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel, like và Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Nhân dịp năm mới cũng chúc các bạn có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chơi game ảo nhưng mà đừng quên đời sống thật nhé. Tạm biệt các bạn.